vỉa hè đoạn giao giữa phố Trần Duy Hưng và phố Nguyễn Xuân Linh thuộc quận Cầu Giấy. Theo thời gian, sự xuống cấp ngày càng trầm trọng. Người đi bộ sẽ đối mặt với nguy hiểm nếu không quan sát cẩn thận, nhất là vào ban đêm. Không chỉ vỉa hè xuống cấp, lòng đường ở đây cũng đang bị thu hẹp, biến nơi này trở thành điểm đen về an toàn giao thông, cho dù lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý.